Kính chào quý vị đang đến với chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với chủ đề điều trị thoái hóa xương khớp không phẫu thuật. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp cùng với phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đang được diễn ra vào lúc 10 giờ ngày hôm nay, 2 tháng 3 năm 2019, đang được phát sóng trực tiếp trên kênh LA34 trên sóng FM tần số 96,9 MHz. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục chương trình quý vị nhé. Thưa quý vị, điều trị thoái hóa xương khớp không phẫu thuật, đó chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Thúy Liễu xin được trân trọng giới thiệu vị bác sĩ đồng hành với chúng ta, đó chính là bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc, đến từ phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình truyền hình trực tiếp điều trị thoái hóa xương khớp không cần phải phẫu thuật ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn mở tổng đài quen thuộc là 0272 3833 833, cũng như số điện thoại nóng là 0906 700 345, 0282 3698 98, để quý vị ở gần cũng như ở xa có thể alo về cho chương trình để nêu những vấn đề thắc mắc của mình xung quanh chủ đề ngày hôm nay, và bác sĩ Ngọc sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị. Quý vị thân mến, có thể nói là bệnh đau nhức xương khớp là một bệnh mà chúng ta gặp phải rất là nhiều trong cuộc sống. Có những người thì cột sống của mình bỗng nhiên là đau, không có thể nào đứng lên hay ngồi xuống được, hay thậm chí có những người thì chỉ nằm thôi thì cũng đau. Nhưng mà tất cả các bệnh nhân đều cố gắng chịu đựng cơn đau để cho qua đi, rồi tiếp tục lao động và làm việc. Thậm chí đến một thời gian nào đó thì bệnh đau nhức xương khớp lại tái đi tái lại, và những cơn đau thì liên tục hơn và làm cho người ta không chịu nổi nữa, thì các bệnh nhân mới là nghĩ đến việc là đi tìm đến bác sĩ. Như vậy thì liệu sự chủ quan của bệnh nhân như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe, hay là bệnh đau nhức cơ xương khớp tái đi tái lại nhiều lần sẽ nguy hiểm như thế nào, thì tất cả sẽ được bác sĩ Ngọc giải đáp trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta tiếp trước khi mà trò chuyện cùng với bác sĩ Ngọc thì mời quý vị hãy theo dõi đoạn phóng sự ghi nhận về việc điều trị bệnh đau nhức xương khớp tại phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh tại phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi đã ghi nhận những ngày sau Tết. Rất đông người bệnh từ nhiều nơi về đây để điều trị chứng đau nhức xương khớp của mình. Các bệnh nhân từ Cà Mau, Khánh Hòa, Bình Thuận tranh thủ đến điều trị ngay sau ngày khai trương. Nhiều bệnh nhân cho biết Tết nhất mà không vui vẻ được với con cháu trong nhà vì chứng đau nhức xương khớp làm mình thấy khó chịu. Cũng không ai thiết tha với việc ăn uống trong ngày Tết vì chỉ lo chống chọi với cơn đau lưng, đau cột sống. Có bệnh nhân còn đau lưng xuống tận hai chân khiến đi đứng khó khăn. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng năm nay 67 tuổi, phụ nữ khi lớn tuổi cũng thường hay mắc chứng đau nhức khắp nơi. Riêng bà Phụng đã mang chứng đau lưng từ vài năm nay. Đợt này, bà cảm thấy đau nhiều hơn. Trong những ngày Tết, bà cố gắng chịu đựng cho qua cơn đau. Để hôm nay, từ Cà Mau, bà Phụng tìm đến đây để điều trị dứt điểm bệnh thoát vị đĩa đệm của mình. Chị bị thoát vị đĩa đệm, rồi chị coi TV thì thấy trên đây là... Giờ điều trị là giống như Cà Mau mà ta nói máy móc tối tân hơn. Thành ra chị mới tìm tới đây chị điều trị. Chị bị đau ngang lưng quần vậy nè. Ngồi lên ngồi xuống khó lắm. Giờ bây giờ chị thấy trên đây nghe nói máy móc tối tân tốt, đồ cái chỗ này gì đó. Rồi chị tìm tới đây để chị điều trị. Khi mắc bệnh thoái hóa xương khớp, có người rất lo sợ vì nếu không điều trị tốt sẽ phải thay xương khớp, không chỉ tốn kém nhiều tiền mà còn ảnh hưởng đến tình trạng nếu phải phẫu thuật thay khớp. Do đó tìm đến một phương pháp chữa trị bệnh thoái hóa xương khớp mà không phẫu thuật là điều mọi người mong muốn. Ông Trần Văn Dễ ở quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm khá lâu. Ông Dễ tâm sự, ông là một cán bộ về hưu, trong quá trình làm việc ông cũng không hề làm việc gì nặng nhọc ảnh hưởng đến cột sống lưng, và ông thường xuyên đi lại chứ không phải làm công việc văn phòng. Vì vậy khi ông khám bệnh, ông cũng bất ngờ khi biết mình bị thoát vị đĩa đệm gây ra đau nhức lưng, có lúc ông bị đau không chịu được. Trước đây thì tôi cũng có điều trị nhiều nơi rồi, nhưng mà đến đây thì cái thoát vị đĩa đệm của tôi thì tê chân, tôi điều trị đây được 3 ngày thấy nó hiệu quả rất cao, nó giảm khoảng 10 phần và giảm được 5-6 phần.
Đa phần khi bệnh nhân đến phòng khám thường bị đau khớp chân, khớp dài, cột sống và do họ không chịu được những cơn đau thì mới đi điều trị. Điều này cũng đồng nghĩa với mức độ thoái quá xương khớp ở giai đoạn khá nặng. Vì vậy, những người thường xuyên bị đau nhức xương khớp cũng nên đến với bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Nhưng quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi đoạn phóng sự ghi nhận về quá trình điều trị bệnh đau nhức xương khớp tại phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là niềm vui của các bệnh nhân khi mà bệnh tình của mình thuyên giảm, đúng không ạ? Và trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Ngọc sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn cơ bản hơn về bệnh đau nhức xương khớp, cũng như là sẽ cung cấp cho quý vị thời điểm nào mà chúng ta nên đi bác sĩ khám, hay là bệnh đau nhức xương khớp mà kéo dài thì nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Ngọc quý vị nha. Dân thưa bác sĩ Ngọc, rõ ràng đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các bệnh nhân cũng rất là lo lắng, băn khoăn khi mà bệnh đau nhức xương khớp. Như vậy thì bác sĩ có thể cung cấp thêm cho bệnh nhân về những nguyên nhân mà gây ra đau nhức xương khớp là gì không ạ? Chào MC Thí Liễu và chào quý vị khán giả. Cái chương trình chủ đề hôm nay chúng ta nói tới là vấn đề mà đau nhức xương khớp, mà nhiều lúc đó là người ta không biết đó là khi có cơn đau diễn ra nhưng mà không nghĩ nó là vấn đề về xương khớp, hoặc là đã bị đau xương khớp rồi nhưng mà người ta họ không có biết cách để mà họ điều trị. Thì sẵn nhân tiện đây tôi sẽ nói rõ cho quý vị khán giả hiểu thế nào là bệnh đau nhức xương khớp và nguyên nhân tại sao là mình bị đau nhức xương khớp. Thì thông thường á, bệnh đau nhức xương khớp á, nó thường xảy ra ở những người mà trung niên và lớn tuổi thôi. Cái đó là do cái quá trình lão hóa của xương. Xương khi mà mình càng lớn tuổi thì cái quá trình cái hệ thống xương khớp nó không có được nó bị thoái hóa dần, nó không có được mạnh khỏe chắc giống như thời còn trẻ. Do là khi mà mình còn trẻ thì cái quá trình mà tạo ra cái xương mới và quá trình hủy đi nó cân bằng, hoặc là lúc còn trẻ nữa, lúc còn thiếu niên còn nhỏ thì cái quá trình tạo ra nó nhiều hơn quá trình mất đi. Nhưng mà khi mà lớn tuổi rồi thì cái quá trình tạo xương nó ít lại, mà trong khi quá trình hủy nó quá nhiều đi, cho nó tạo ra cái vấn đề là thoái hóa xương khớp và có thể là loãng xương, là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái bệnh xương khớp cho những người lớn tuổi, những người trung niên và người lớn tuổi. Còn đối với những người trẻ tuổi thì cái nguyên nhân nhiều nhất là do cái tư thế sai. Đối với những em mà khoảng trong cái độ tuổi đi học á, mà khi mà mình bị đau nhức xương khớp thì thông thường đó là do cái mấy cái vấn đề về vẹo cột sống, về các cái tư thế trong học đường, nó dẫn tới cho những em bé đó là bị vẹo cong vẹo cột sống. Khi mà cong vẹo thì cơ nó bị co rút lại một bên, nó làm cho cơ nó co thắt, nó cũng gây ra tình trạng đau. Còn là đối với những thanh thiếu niên thanh thiếu niên thì thông thường là do cái tư thế làm việc, chẳng hạn như những người làm trong văn phòng là phải cúi nhiều, ngồi nhiều, ngồi trong một cái một lần ngồi là ngồi cả 3-4 tiếng đồng hồ chẳng hạn, vậy làm cho cơ nó làm việc quá mức, nó không có được cái chế độ nghỉ ngơi, thì nó làm quá sức như vậy thì nó dẫn tới một cái tư thế sai thì nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng tới cái vấn đề về xương khớp. Chẳng hạn như ngồi lâu thì bị thoái hóa đau cột sống lưng, đau cột sống cổ đối với những người ngồi nhiều. Còn đối với những người đi nhiều thì đau khớp gối, khớp gót chân. Nói chung á là đối với những người trẻ tuổi là do về cái bệnh lý về sai tư thế, còn đối với những người lớn tuổi mà là do cái quá trình lão hóa của xương. Tôi lại thấy là đau nhức xương khớp thì ở dưới văn phòng có lẽ là bị hơi nhiều, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta ngồi tư thế này thì tôi lại thấy đau dùng cổ hay là dùng lưng chẳng hạn, và mãi mê làm thì lại quên mất là cái việc là mình phải đứng lên, ngồi khoảng một tiếng thì phải đứng lên, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, như vậy thì những cái dấu hiệu đau nhức xương khớp ban đầu á, ở giai đoạn nhẹ thì chúng ta có thể phát hiện được hay không ạ? Và chúng ta có nên đi khám bác sĩ liền ngay lúc đó hay không? Nếu mà đau nhức ở ban đầu thôi mà mình phát hiện được á thì mình đi khám sớm, khám liền á thì không sao hết á. Có một số người á là người ta họ nói là tôi mà bị thoái hóa khớp rồi thôi là cái bệnh này tôi phải mang suốt đời. Không phải, nếu mà chúng ta mới phát hiện mà chúng ta còn trẻ thì cái khả năng điều trị 90-100%. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi thì mình điều trị đúng cách đó thì nó phải giảm 70-80%. Cho nên là mới là điều trị nó vừa đỡ tốn kém nè, nó vừa đỡ mất thời gian nữa, mà người ta có thể là sinh hoạt lao động lại bình thường. Cho nên là
mà để cho mình biết được là mình đau làm sao, mình đau như thế nào rất là quan trọng. Nó có sẽ, nếu bệnh lý về xương khớp nó sẽ có những cái biểu hiện chẳng hạn như chúng ta đau cột sống cổ. Đau cột sống cổ thì nó sẽ làm cho bệnh nhân là đau nặng cái đầu lắm, nhiều người á hả. Cổ thì cũng đau mà không có đau nhiều, mà nặng cái đầu là dữ dội, người ta cứ đi chụp CT. Khi chụp ra là không có bị gì hết trơn. Bác sĩ nó không có bị gì hết. Đó, nhưng mà thực sự người ta nặng dữ lắm, đó là do khi mà đi khám lại thì bác sĩ cho MRI cột sống cổ thì phát hiện là thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Tại vì cái não là không thấy cái gì hết, rồi bắt đầu mình phải làm phương pháp loại trừ và đau cổ thì chụp MRI. Đó, để lâu nữa thì nó sẽ lan ra cái vai. Nó có thể đau ở cái vùng phía sau mà vùng mình với không tới á. Rồi nó sẽ lan ra cái tay xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay, có khi là tê bì. Nhiều lúc mà mình vận động, mình cầm nắm một cái vật gì đó lâu quá thì bắt đầu nó tê cứng luôn, không có làm được. Để lâu nữa thì nó sẽ yếu và làm việc nó sẽ mỏi hai tay dữ lắm. Còn còn nếu mà để mà đau nhức nhiều á là đêm sẽ không ngủ được. Không ngủ được là do đau nhức chứ không phải không ngủ được là do vấn đề thần kinh nó điều khiển. Và cái tiếp theo đó là những trường hợp mà đau lưng á. Đau lưng thì nó có một số người là đau vùng cột sống thắt lưng. Để lâu thì đau xuống mông, xuống đùi, xuống bắp chân, cẳng chân và bàn chân. Có một số người có cảm giác đau á, ở cái mức độ nhẹ thì người ta lúc đau lúc không. Còn để tới mức độ thứ hai á, là lúc nào người ta cũng đau hết á. Đau liên tục. Đến mức độ thứ ba là người ta đau lan tỏa, đau từ lưng xuống mông, xuống đùi, xuống chân. Đến giai đoạn thứ tư là tê nặng lắm, lúc đó không còn cảm giác đau nữa mà tê, lúc nào cũng tê bì mất cảm giác. Và đi đứng đi lại nó rất là khó khăn, đi xa đi không có nổi, đi chừng một đoạn thôi là phải dừng rồi mình đi tiếp, hoặc là hả ngồi lâu cũng ngồi không được. Còn có một số người nằm nó tê nữa, đó là có quá nặng rồi mà để lâu bắt đầu nó thấy teo cơ dần. Có một người thì đang ta đau một chân, có người đau hai chân, tùy, chứ không phải là ai cũng phải biểu hiện là đau thần kinh tọa là đau xuống hai chân đâu, không có. Rồi có một số người ta không đau đâu nhiều, người ta đâu có mông nhiều nhất. Ở ngay cái mông khi mà ngồi xuống là thốn cái mông ngồi không được, phải ngồi nghiêng qua một bên. Mà ngồi nghiêng qua một bên nó làm cho thay đổi tư thế. Cái bây giờ mình ngồi dậy thì nó cân bằng nè ha, mình không có chịu lực nhiều. Nhưng mà khi chúng ta ngồi mà nghiêng qua một bên như thế này có chịu lực ở một bên rất là nhiều. Nó dẫn tới nó về cuộc sống, nó biến đổi cuộc sống rồi, đi cái nghiêng qua một bên vậy đó. Đó. Trọng lượng chúng ta bị dồn về một bên thì đúng nó rồi. Phải thay đổi tư thế đi. Rồi không? Mà để càng lâu là càng nặng, nó càng kéo xuống nữa. Dạ. Là vẹo nặng nữa, để chỉnh lúc đó chỉnh nó khó khăn lắm. Nhưng mà chúng ta thấy thực tế đối với căn bệnh đau nhức xương khớp này á, thì tỷ lệ thấy là hầu như ít ai mà đi cái giai đoạn mà mới vừa chớm đau cả. Thường là khi mà người ta có thể là chịu đựng không nổi nữa hay là đau liên tục triền miên thì người ta mới đi thôi đúng không ạ? Vâng thưa bác sĩ có thể phân biệt thế nào là thói quá khớp và thế nào là thói kỳ đĩa đệm hay không ạ? Bởi vì thí liệu thấy thì cái nào nó cũng là đau hết. Thói hóa khớp á, là do cái vấn đề chịu sức nặng trên một cái khớp đó nhiều quá, nó dẫn tới là thoái hóa. Giống như sức nặng bao nhiêu nó dồn hết về cái khớp đó. Thông thường á, ở cột sống cổ thì nó nằm ở cái mức là C5, C6, C7. Còn ở đốt sống thắt lưng là L3, L4 và L5, những cái nơi chịu lực cuối cùng của cột sống. Thì đối với thoái hóa khớp á, là giống như tôi nói là do những cái độ tuổi, mình lớn trung niên và lớn tuổi thì thoái hóa vấn đề nó đã xảy ra. Đó, thì lúc đó nó sẽ lúc đau lúc không, mà đặc biệt là coi nó chèn ép hay không mới là quan trọng. Còn đối với trường hợp mà thoát vị đĩa đệm á, là đĩa đệm bình thường ha, mình sẽ có cái đốt sống đây rồi đĩa đệm rồi đốt sống rồi đĩa đệm đốt sống đĩa đệm, nó xếp chồng lên nhau nó tạo thành cột sống. Nhưng mà khi mà cái vấn đề thoái hóa khớp xảy ra đi ha, thì nó làm thoái hóa khớp thì cái giữa đĩa đệm và đốt sống nó là cái bao khớp, cái mặt khớp như thế này, thì đĩa đệm nó cái mặt xương nó bị thoái hóa thì cái đĩa đệm nó cũng sẽ thoái hóa theo. Nó thoái hóa rồi nó sẽ làm cho cái bao sơ mà bám, cái bao sơ mà để ở trong chính giữa nó là cái nhân á, để nó bảo vệ cái nhân đó, thì nó bị thoái hóa, nó bị giòn, bị cứng đi, rồi một cái tư thế sai nó bung ra thì cái nhân bên trong nó thoát ra bên ngoài, người ta gọi là thoát vị đĩa đệm. Nó thoát ra thì nó thay vì á, bình thường nó nằm đây, giờ nó thoát ra như thế này, nó ở bên ngoài như thế này thì nó chạm vào cái đường đi của dây thần kinh đó. Rồi nếu mà như vậy thì cái thoát vị đĩa đệm nó sẽ nặng hơn, nó sẽ ảnh hưởng là nó kéo ra tới vai, xuống cái cánh tay, tè tay, nó sẽ bị từ lưng xuống mông, xuống đùi, xuống chân, nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên là thoát vị đĩa đệm nó nặng, mà hai bệnh lý nó hoàn toàn khác nhau. Một bệnh lý á, thoái hóa thì nó về cái khớp, còn một bệnh lý á, là nó bị do là cái đĩa đệm bên nhân bên trong nó bị thoát ra bên ngoài,
Cho nên là dù thoái hóa hay dù thoát vị đi đệm, chèn ép da thần kinh thì chúng ta cũng phải dùng phương pháp nắn chỉnh. Bây giờ thì xã hội của chúng ta nó hiện đại rồi. Trước kia thì thông thường mình đi khám uống thuốc thôi, đi khám uống thuốc không được bác sĩ cho mổ. Điều, các anh các chị nè, bây giờ uống cho tôi một tháng thuốc nè, nếu mà uống quá mà cảm thấy còn đau thì vô đây phẫu thuật chẳng hạn vậy. Nhưng mà bây giờ nghe nói tới phẫu thuật thì ai cũng sợ hết á, có nhiều người là trốn luôn, chấp nhận với cơn đau. Nhưng mà bây giờ thì nó có nhiều cái phương pháp vật lý trị liệu, mình sẽ dùng máy móc mình nắn chỉnh, mình kéo nó ra từ từ. Thay vì phẫu thuật là người ta chỉ một lần phẫu thuật thôi, người ta cắt cái phần lồi đó đi. Nhưng mà về cái thoát vị đĩa đệm á, thì mình sẽ dùng cái lực của cái máy kéo á, kéo ra để cho cái khoang của cái đĩa đệm nó rộng ra. Thì đĩa đệm nó có cái thời, nó chui vô lại, nó chui lại ở vị trí của nó. Thì và mình có nhiều cái phương pháp nắn chỉnh bằng tay nữa, rồi những cái máy móc khác nữa mình sẽ tác động vào. Nên lúc đó mình cảm thấy hết nhiều người nha. Người ta họ đã đang uống thuốc ở này, uống hoài hoài nó vẫn cứ âm ỉ, nó cứ đau vậy hoài. Nhưng mà cũng vẫn uống thuốc này, nhưng mà kết hợp với vật lý trị liệu là người ta cảm thấy là giảm mỗi ngày. Là lúc đó là thuốc thì nó có những cái thuốc giãn cơ này kia, kết hợp với mình vật lý trị liệu mình kéo ra, cái nó hỗ trợ cả hai bên thì làm cho người bệnh rất là nhanh hết. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu như mà phẫu thuật thì chúng ta cũng phải cần có một khoảng thời gian để chúng ta điều trị vật lý trị liệu, đúng không ạ? Phẫu thuật thì mình có thời gian, thứ nhất là trước khi phẫu thuật mình cũng sẽ chuẩn bị, và sau phẫu thuật mình phải là nghỉ dưỡng nữa. Còn một số người là phẫu thuật xong người ta vẫn đau, vẫn tới vật lý trị liệu. Còn có một số người tới không được là do là người ta phẫu thuật cái kiểu là thay luôn một cái đĩa đệm mới, lấy cái đĩa đệm thật của mình ra, người ta bỏ một cái đĩa đệm nhân tạo vào. Rồi hoặc là trường hợp bắt cái nẹp vít để cố định lại các cái đốt sống, để cho đẩy cái đĩa đệm vào để cho cố định cái đốt sống không có bị trượt chẳng hạn vậy. Thì cái đó vật lý trị liệu không được, tự vì do là có những cái nẹp vít nó cố định rồi, mà đốt sống thì nó có cái độ đàn hồi, thì bây giờ cố định sao kéo được. Nhưng mà mình không can thiệp được, mình không can thiệp, vật lý trị liệu không can thiệp những trường hợp mà mổ bắt nẹp vít. Nghe thôi, nghe mổ bắt vít vô thì nghe thấy sợ đúng không ạ? Nhưng có trường hợp thì Thiệu thấy là mổ bắt vít vô sau một thời gian rồi lại lấy ốc vít ra nữa, thì nó rất là tốn kém và chi phí cũng không phải là ít. Vâng, thưa bác sĩ, như bác sĩ vừa chia sẻ là thoái hóa xương khớp và thoát vị đĩa đệm thì nó khác nhau hoàn toàn về hai bệnh lý, một cái thì nặng hơn, một cái là về khớp. Nhưng mà cái Thúy Liễu muốn thắc mắc là cái triệu chứng của hai bệnh này thì nó có giống nhau hay không ạ? Tuy là hai bệnh nó hoàn toàn khác nhau nhưng mà về cái triệu chứng thì giống nhau hết tất cả. Ví dụ như mình thoái hóa cột sống cổ thì bệnh nhân vẫn đau cổ, vẫn có người đau cổ, nhưng mà cũng có một số người á, là người ta đau từ cái bả vai, đau từ cái bả vai thôi, đau cái mặt vai mà một bên thôi. Có người bị cả hai bên, có người thì cứ nặng đầu, nhiều người họ cứ nghĩ họ giống như tôi đang cái đầu của tôi nè, nó đang chịu một cái sức nặng khoảng là 10 kg chẳng hạn vậy, hoặc là luôn tôi vác cái gì ở phía sau vậy đó. Nhưng mà thực sự người ta không có vác gì hết, cái đó là do cái dây thần kinh nó chè ép, nó làm cho người ta nặng cái đầu đó. Có một số người á thì cổ vai người ta không đau, người ta sẽ tê tay, tê từ cái cánh tay đổ xuống bàn tay, có người một bên, có người hai bên đó. Biểu hiện nó tuy là như vậy nhưng mà thoát vị đĩa đệm nó vẫn có cái biểu hiện là xuống tay, còn cái thoái hóa khớp nó vẫn như vậy luôn. Mà thông thường thoái hóa khớp thì ví dụ như thoái hóa khớp thì nó sẽ đau ở cái vùng cột sống cổ là nhiều ở phía sau, còn đối với cột sống lưng là nó đau ở cột sống thắt lưng. Nhưng mà thoái hóa khớp lâu ngày nó sẽ mọc ra những cái chòi gai, mà chòi gai đó chạm vào rễ thần kinh thì nó cũng phải giống như chân thần kinh tọa luôn. Một cái đĩa đệm và đốt sống giống như tôi mới nói rồi, nó xếp chồng lên nhau, phía sau nó là cái tủy sống và đường đi của cái dây thần kinh, cái ống sống. Nhưng mà do là chúng ta bị thoái hóa khớp đi thì thoái hóa khớp, cái bờ mặt khớp bây giờ nó không còn bình thường nữa, nó nham nhở, nó mọc ra những cái chòi gai, mà mấy cái chòi gai đó thông thường nó mọc ở phía trước và mặt bên thôi, nhưng mà bây giờ nó mọc ở phía sau thì nó cũng đè vào cái sợi dây thần kinh đó đang đi qua. Kết hợp thêm là vừa thêm thoát vị cái đĩa đệm nữa, là đĩa đệm cái nhân bên trong nó thoát ra bên ngoài, nó cũng đè vào cái sợi dây đó nữa, hai ba cái nó dồn nó cộng lại, nó cũng sẽ gây tình trạng đau nhiều đó. Dạ. Cũng đau từ lưng xuống mông xuống chân, đi đứng khó khăn. Dạ. Như còn trường hợp mà khi mà mình đi lại á, chân bị đau rồi á, khi mà vận động thì nghe tiếng lập cập á, thì không biết rằng đó có phải là bị thoái hóa khớp hay không, hay là một bệnh lý nào khác, thưa bác sĩ Ngọc? Thông thường á, là mình nghe cái tiếng lạo xạo, tiếng lập cập, hoặc là một số người á, là mỏi cổ kinh khủng, mỏi là phải lắc cái đầu.
mới thấy dễ chịu. Lắc kêu một cái cặp, lắc kêu cái cặp dễ chịu, hoặc là cái lưng cái người ta xoay, người ta uốn, nghe cái rắc rồi người ta mới dễ chịu. Hoặc là đi là nghe cái khớp gối đứng lên ngồi xuống nghe nó kêu lạo xạo, khớp cổ tay, khớp cổ chân chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái đó là do cái vấn đề là tất cả là bệnh lý về xương khớp hết. Một là do cái thoái hóa khớp, hai nữa là do là cái khớp, cái mặt khớp của mình á nó bị thiếu cái chất nhờn của khớp. Thì nếu mà thiếu cái chất nhờn đó thì chúng ta bổ sung bằng cách là chúng ta ăn uống những chất có rau xanh, hoặc là chúng ta sẽ uống glucosamine chẳng hạn vậy. Nói chung là những cái thực phẩm mà giàu cái canxi để cho cái xương khớp của chúng ta nó được bôi trơn. Thông thường thì bây giờ thị trường nó cũng có nhiều cái glucosamine á, hoặc là sụn cá mập á. Nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề xương khớp của mình ngay cái tiếng lạo xạo. Nhưng mà thông thường á là cái lụp cụp của cái khớp đó là do vấn đề thoái hóa của khớp nó xảy ra, thì chúng ta cần phải điều trị từ bên trong. Nếu mà chúng ta đã vấn đề thoái hóa rồi mà thoái hóa nó nặng, nó chèn ép vào rễ thần kinh, thì chúng ta phải có những cái phương pháp dùng bằng máy tác động vào, chẳng hạn như máy vật lý trị liệu là kéo giãn đốt sóng nè, sóng siêu âm nè, sóng ngắn, nhiều cái phương pháp mà tác động vào cái khớp thì nó sẽ giảm đi. Có một số người á là họ tới họ khám, họ nói là tôi hay mỏi cổ, cái là bắt đầu tôi rắc kêu, cái đó là nhiều nhất đó. Thì sau khi người ta điều trị có một tuần thôi, bây giờ hỏi là trong tuần này có hay lắc cổ không, kêu không, nay không mỏi cái không lắc, đó là do người ta đã điều trị đúng hướng rồi, cho nên người ta không có lắc, chứ không phải là người ta cũng xương ít gì đó người ta lắc, người ta mỏi quá người ta mới lắc thôi. Bệnh nào cũng vậy, nếu chúng ta tìm hiểu được nguồn gốc và trị đúng nơi đúng chỗ thì có lẽ là rất là thoải mái khi mà bệnh hết, đúng không ạ? Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề điều trị thoái hóa xương khớp không phẫu thuật. Và quý vị ngay bây giờ thì hãy nhấc máy lên alo về cho chương trình thông qua số điện thoại là 02723833833, cũng như số đường dây nóng là 0906700345, 02822369898 để giao lưu trực tiếp với bác sĩ Ngọc của chúng ta, quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì Thúy Liệu cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của vị khán giả đầu tiên. Xin mời vị khán giả này nêu câu hỏi ạ. Tôi Phạm Thị Ngọc Bích, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri. Bị khớp gối, cũng như cái đầu gối đi cụp cụp, còn cái lưng thì đi em ray rồi. Em ray nay năm rồi, nó không tốt đôi điểm. Rồi bệnh viện nào biết thì chỉ tôi lên nè. Xin cảm ơn chị Bích ở Bến Tre đã alo về cho chương trình. Chúng ta vừa nhắc đến cái triệu chứng là lụp cụp đúng không ạ? Xin mời bác sĩ Ngọc tư vấn cho chị. Trường hợp của chị là chị đi thì cái khớp gối nó kêu lụp cụp và cái thoát vị đĩa đệm cột sống lưng. Thì trường hợp của chị á là tại vì chị cũng không nói rõ là chị thoát vị đĩa đệm L4, L5 hay L5S1 hay L3, L4, cũng không nói rõ là đĩa đệm nào và thoát vị mấy đĩa đệm, và thoát vị nó cái độ thoát vị ra là bao nhiêu mili, là mình xem cái mức độ nặng nhẹ nó như thế nào. Và cái gối mà kêu lụp cụp đó thì giống như tôi nói là một là vấn đề về thoái hóa khớp, nó làm cho khô cái chất nhờn của khớp. Cho nên là khi mà mình đi đứng, mình ngồi, mình bước lên cái bậc tam cấp đó là nó đau dữ lắm. Hoặc là chúng ta mà ngồi chậm hởm, ngồi sởm rồi đó, ngồi những cái ghế thấp đó, thì đứng lên nó đau, hoặc là đứng lên ngồi xuống nó khó khăn. Thì đó là những cái bệnh lý từ cái khớp gối. Còn thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ ra mông xuống chân của chị, nó sẽ đi ở mặt sau hoặc mặt ngoài, từ mông này xuống đùi, xuống bắp chân, cẳng chân và bàn chân. Trường hợp của chị là chị cần phải tới ở các cái phòng khám về xương khớp mà có cái vật lý trị liệu, hoặc là nếu mà hôm nào đó chị rảnh, chị sắp xếp được vào thành phố Hồ Chí Minh đó, thì chị đem hết tất cả phim ảnh, phim mà MRI nếu chụp X quang gối rồi thì đem theo lên luôn để bác sĩ xem thử coi là mình bị thoát vị đĩa đệm như thế nào và cái gối là bị thoái hóa khớp mức độ như thế nào, để mà có cái hướng điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu. Nếu mà thoát vị đĩa đệm thì nó sẽ điều trị lâu hơn so với vấn đề là thoái hóa khớp gối. Đó, cho nên là từ về vấn đề đĩa đệm là nó bị chèn ép vào cái dây thần kinh rồi, nó chèn ép rồi cho nên nó sẽ gây ra cái tình trạng mà đau nhức, đi lại khó khăn. Nếu chị quan tâm thì có thể là có số điện thoại nổi trên màn hình đó, chị cứ lưu lại và sau khi mình kết thúc mình xem chương trình xong thì mình gọi để cho có bộ phận tư vấn là tư vấn cho mình. Từ về ở xa thì chúng tôi có cái chỗ lưu trú cho bệnh nhân ở lại, và ăn uống cũng vậy, cũng có, nói chung là cũng tiện cho bệnh nhân ở xa.
Cảm ơn sĩ Ngọc đã tư vấn cho chị Bích ở Bến Tre. Thế Liêu cũng xin nhắc lại số điện thoại cho chị Bích được rõ hơn, đó là 0906700345 và 0282236998. Chị hãy alo về để được tư vấn kỹ hơn chị nhé. Thưa bác sĩ Ngọc, chúng ta tiếp tục trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Đó là khi đáp bác sĩ chia sẻ là điều trị vật lý trị liệu là sự kết hợp của rất là nhiều phương pháp, máy móc hay là sự kỹ thuật của các kỹ thuật viên nữa. Như vậy thì không biết rằng là thời gian điều trị như vậy thì nó mất bao lâu và cái chi phí nó như thế nào ạ? Thông thường các vật lý trị liệu á, là mọi người cứ nhầm tưởng, người ta nghĩ đó là đông y, là châm cứu, là ống huyệt, xoa bóp, massage gì đó. Nhưng mà vật lý trị liệu đó là hoàn toàn là một cái phương pháp về đông y, là nó có những cái máy móc nó tác động vào ngay cái điểm đau. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta mà đau thần kinh tọa là do có thoát vị đi đệm cột sống thắt lưng đi, thì mình sẽ dùng máy móc mình kéo ra để cho cái đĩa đệm mà thoát vị á, nó sẽ chạy vô từ từ. Và sau đó là có một cái môn kỹ thuật cao là kỹ thuật viên sẽ dùng tay nắng ở hai cái mõm gai của cái thoát vị đĩa đệm, của cái đĩa đệm mà bị thoát vị, nắng ra, đẩy xuống mà nắng chỉnh bằng tay, vừa kết hợp máy vừa kết hợp tay. Và sau đó khi mà chúng ta đau thì cơ nó sẽ co thắt lại, nó làm cho đau giữa lớp đụng vào là cơ cứng ngắc hà. Thì lúc đó sẽ có cái sóng gọi là sóng siêu âm trị liệu, nó tác động vào, nó tuy là mình làm ở bên ngoài nhưng mà nó đi cái độ sâu của nó là tới 5 cm đó, cho nên là nó chạy vào trong phía trong, nó giảm đi cái tình trạng viêm của cái thoát vị đĩa đệm, của cái bao khớp, mặt khớp. Và tiếp đó nếu mà mình đau lưng mà lan xuống chân á, thì sẽ có cái máy dòng điện trị liệu, nó đi từ lưng nó chạy xuống cái chân của mình, nó là ở phía nông ngoài thôi, nó không có giống sóng siêu âm thì nó ở bên trong, còn cái này là ở phía nông của cái dây thần kinh. Và tiếp nữa thì sẽ có sáp paraffin trị liệu để cho mình ủ cho các cơ nó mềm và gia tăng tuần hoàn tới cái vùng mà đau. Thông thường thì một môn như vậy của vật lý trị liệu là 50.000, chẳng hạn một lần kéo lưng 50, siêu âm 50, ủ sáp 50, trị điện 50, di động đốt sóng là 50, nắng chỉnh là 50. Thì nếu mà từ lưng xuống chân thì nó tầm khoảng tầm 250 cho tới 300.000 một ngày. Cột sống cổ cũng vậy, cũng tầm 250 cho tới 300.000 một ngày. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với một vị khán giả ở Bến Tre nữa. Tôi là Đỗ Văn Khoa ở ấp 3 Quế Sơn, Châu Thành, Bến Tre. Số điện thoại của tôi là 03 2964 9086. Bây giờ tôi là cái gai cột sống mà nay là 6-7 năm mà tôi trị hoài không hết. Bây giờ có thể là nghe tư vấn vậy là có thể mổ hay như thế nào hết hay không? Xin cảm ơn khán giả tên Hoa ở Bến Tre đã alo về cho chương trình. Xin mời bác sĩ Ngọc tư vấn. Trường hợp của chú là chú bị gai cột sống mà cũng nhiều năm, 6-7 năm là cũng quá nhiều rồi. Thông thường cái gai cột sống thì phẫu thuật cũng được nhưng mà ít ai phẫu thuật cái gai lắm. Gai thông thường nó mọc ở phía trước và mặt bên thôi, cũng hiếm khi nào mà gai ở mọc phía sau mà nó gây chèn ép cho thần kinh. Thì trường hợp của chú là nếu mà cái gai thì không nên phải mổ, từ mổ xong để bữa cái gai nó sẽ mọc dày hơn và dài ra nữa. Tại vì vấn đề thoái hóa khớp xảy ra thì nó mọc ra tiếp tục thôi. Cho nên là đã can thiệp phẫu thuật là nó khó dữ lắm. Chú cần phải điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Ở đây nó không thể nào mà nó làm mất đi cái gai được, mà nó sẽ mình sẽ kéo ra cho nó đi cái gai đó, nó chịch hướng cái dây thần kinh, nó đi chịch hướng, nó không có chèn ép vào rễ thần kinh nữa, chứ còn không thể nào mà mất bay đi cái gai đó hết. Nhưng mà tôi nghĩ tới chú tới cái vấn đề là thoát vị đĩa đệm, nếu có dịp nào đó là chú nên chụp một cái cộng hưởng từ MRI để xem là mình có bị thoát vị đĩa đệm hay không. Chụp cộng hưởng từ MRI thì mình thấy rõ lắm, thấy rõ đĩa đệm đốt sóng rồi chèn ép dây thần kinh như thế nào, thì trong cái MRI nó rõ hơn là cái X-quang. Cho nên là trường hợp của chú là chú cần phải đi điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu cho nó đúng cái bệnh của mình, chứ còn để mà bệnh đau nhức xương khớp mà nó tới 6-7 năm là dữ dội lắm rồi. Có nhiều người đau nhức dữ lắm, người ta không thể làm việc được luôn. Thay vì bây giờ người ta đang làm một cái công việc này, người ta phải đổi ra những công việc nhẹ nhàng hơn để cho người ta mới thích hợp với cái vừa đau vừa chịu cái cơn đau mà vừa phải đi làm. Dạ, với những căn bệnh mà gai cột sống hay là thoái hóa thì nếu chúng ta làm việc nặng thì có lẽ là nó sẽ càng nặng hơn đúng không ạ? Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị khán giả nữa ạ. Nguyễn Thị Thu Hà, 65 tuổi, rồi Bảo Lộc, Lâm Đồng. Mà cái chân cô nó đau suốt mà 6 năm nay giờ uống thuốc rồi bác sĩ cứ cho là hết tháng này qua tháng kia, cái đi bác sĩ khác lại cho uống cả tháng, giờ sao?
Dạ, xin cảm ơn chị đã gọi về cho chương trình. Chị chỉ nói là chân đau thôi, không biết như thế nào. Xin mỗi sự ngập. Trường hợp mình nó là chân đau thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cũng tự do từ thắt lưng. Từ thắt lưng nó có cái dây thần kinh tọa, nó sẽ kéo xuống cái chân của mình. Người ta gọi là đau thần kinh tọa đó, là do cái lưng là mình bị thắt vì đĩa đệm, hoặc là gai cột sống, hoặc là trượt đốt sống, hoặc là có một vấn đề gì trên cái cột sống thắt lưng của mình. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng có thể là bệnh là suy van tĩnh mạch. Đó, nó làm cho máu dồn xuống được, nhưng mà dồn lên nó khó khăn. Cho nên nó cũng sẽ gây tình trạng là hay tê nữa, hay tê mà nặng hai cái chân. Cho nên là mình cần phải khám để xem mình biết được là mình bị đau thần kinh tọa hay là mình bị cái suy van tĩnh mạch. Còn uống thuốc á, bây giờ mình uống thuốc hoài rồi mà nó không hết, hết thuốc nó cũng sẽ đau lại thôi. Cho nên tốt nhất á, là chị phải tìm những cái nơi mà có cái phục hồi chức năng vật lý trị liệu á, mà nơi nào mà có cái máy móc mà hiện đại. Chứ còn á, vật lý trị liệu mà máy móc mà nó không hiện đại là những cái máy kế bằng tay, hoặc là những cái máy của châu Á thôi, thì nó cũng không có hỗ trợ gì nhiều đâu. Và máy móc nó phải, máy móc là cao, nó phải là từ của châu Âu, thì nó cái lực kéo của nó cũng sẽ khác những cái máy thường, để cho mà nó hỗ trợ về cái vấn đề bệnh đau nhức của chị tốt hơn. Và khi mà chúng ta đau cái chân như vậy á, chị mà cứ uống thuốc hoài á, thì ít bữa nó sẽ dẫn tới là đau dạ dày hoặc là các cái bộ phận khác. Mà uống thuốc thì nó chỉ giảm đau thôi, mà để riết thì nó sẽ teo cơ, thì cái chân là dễ teo cơ lắm và nó sẽ yếu dần. Từ từ mình cảm thấy mình đi đứng nó rất là yếu, tự do mình đi đâu có nổi. Còn bình thường á hả, người bình thường ta đi nhiều cho nên cơ nó vẫn vận động được, nó vẫn nở ra bình thường. Còn của mình là mỗi ngày nó mỏi teo lại, cho nên chị cần phải đi khám sớm tới những chuyên khoa về phục hồi chức năng. Nếu chị có quan tâm tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì chị có thể trên cái màn hình nó nổi cái số điện thoại, chị cứ lưu lại. Và sau khi kết thúc thì chị sẽ gọi lại, có bộ phận tư vấn, người ta sẽ tư vấn cho mình rõ hơn. Và đi là nhớ kèm đem theo khi mảnh thôi theo. Dân với những lời tư vấn của bác sĩ Ngọc thì mong rằng là chị Hà hãy nhanh chóng sắp xếp đến cơ sở điều trị gần nhất để tìm ra được nguyên nhân của căn bệnh mình chị nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu về chủ đề này, thưa bác sĩ Ngọc. Lúc nãy bác sĩ Ngọc có chia sẻ rằng là thoái hóa cơ xương khớp thì thường là ở người trung niên và người lớn tuổi đúng không? Còn về cái đau nhức cơ xương khớp thông thường thôi thì người trẻ tuổi cũng bị rất là nhiều, mà phần lớn là do tư thế. Như vậy thì nhân đây chú Liễu cũng muốn bác sĩ Ngọc mách cho đôi điều về cái tư thế làm việc như thế nào để chúng ta tránh được cái bệnh đau nhức cơ xương khớp ạ? Đối với những người mà chưa bị thì mình cần có những cái tư thế tốt và chế độ sinh hoạt sao cho nó hợp lý để cho mình không bị. Còn đối với những người mà đã bị rồi, chẳng hạn như là nhân viên văn phòng, giống như Thế Liễu nói là công việc đòi hỏi phải ngồi nhiều, mà ngồi là ngồi 3-4 tiếng đó, thì mình do mình làm việc mình cứ mải mê, mình không đứng lên, mà chỉ cần đang ngồi như thế này khoảng chừng tiếng thôi, mình đứng lên mình uống nước thôi rồi mình ngồi xuống, cũng không mất thời gian mình nhiều, mà nó làm cho cơ được thư giãn. Giống như ban ngày chúng ta làm việc thì ban đêm chúng ta người nghỉ ngơi, thì các cái cơ thể của chúng ta cũng vậy. Cơ chúng ta đang làm việc thì khoảng chừng làm tiếng chúng ta cho nó nghỉ tiếng, và sau đó chúng ta làm tiếp. Không cần, tôi nói nghỉ một tiếng đây là mình chỉ không làm việc gì một tiếng, mà mình thả lỏng, mình vẫn làm việc mà mình thả lỏng, thì cái cơ nó không gồng, nó không có làm việc nhiều. Hoặc chỉ mình chỉ đứng lên mình vươn vai một chút xíu thôi, mình ngồi xuống nó cũng được đó. Và tốt nhất á, là những cái người nhân viên văn phòng là người ta cúi nhiều lắm, để người ta viết hoặc là người ta dùng con chuột máy vi tính, thì lúc đó cái cột sống cổ người ta bị nhiều. Còn đối với những người mà công việc mà người ta ngồi nhiều, tuy là người ta không có cúi, nhưng mấy người công nhân á, người ta ngồi trên một cái bàn như thế này á, thì cái lưng người ta đau nhiều đó. Tùy theo ha, chẳng hạn giáo viên nè, thợ sơn nè, bác sĩ nha khoa nè, những công việc mà cúi nhiều nè, hoặc là các anh quay phim là ngửi nhiều nè, thì sẽ bị cột sống cổ. Còn những người là lao động chân tay thôi thì người ta dễ sẽ đau nhiều ở cột sống thắt lưng. Người ta những công việc mà cần phải là khom nhiều hay là nhấc đồ nặng thì mình có cần chú ý cái tư thế khi mà mình rinh đồ nặng như thế nào không, thưa bác sĩ? Khi mình muốn rinh đồ nặng là vẫn được chứ không phải không, nhưng mà mình biết cách là mình dùng cái tư thế đứng tấn á, mà cái lưng vẫn thẳng, là mình nhấc cái vật nặng đó mình đưa lên, chứ không phải là đứng khum cái lưng xuống rồi nhấc cái vật đó lên, thì lúc đó nó lại bị sai tư thế rồi. Thì lúc đó là cái cột sống thắt lưng chịu lực rất là nhiều, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, có thể là ảnh hưởng xuống cái chân của mình luôn. Và tiếp tục giao lưu với bác sĩ Ngọc thì cũng có một chị khán giả đã alo về cho chương trình. Thế Liễu xin được gặp chị khán giả Hồng Đậm này ạ.
Chị tên là Quỳnh Thị Hồng Đậm, số điện thoại của chị là 082-935-9597. Chị bị thoát vị đĩa đệm, có chụp em trai rồi là L4, L5. Ở giai đoạn chụp nay 3 năm rồi thì nó ở giai đoạn 1. Nhưng mà bây giờ có cảm giác là nó tê cái chân rồi. Chị muốn nhờ bác sĩ tư vấn với chị hỏi là, tại vì chị không có điều kiện để ở lại, chị có thể đi mỗi ngày được không? Tại vì chị ở cũng xa, ở Bến Tre thì chị đi mỗi ngày như vậy, đi như vậy nó có sao không? Mà với lại cái chị muốn có cái địa chỉ của bệnh viện mình á, để có dịp và chị lên chị thăm khám hay là như thế nào, có cần phải chụp em ra lại không? Chị cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Hồng Đậm đã điện thoại về cho chương trình, và cũng câu hỏi của chị rất là rõ ràng tỉ mỉ đúng không ạ? Xin mời bác sĩ Ngọc. Trường hợp của chị bị thoát vị L4 L5 là cách đây 3 năm rồi, nó cũng quá khá là lâu. Bây giờ nó ảnh hưởng xuống cái chân rồi, là của chị trường hợp là do chèn ép dây thần kinh đó, thì người ta hay còn gọi là thần kinh tọa. Nhưng thật sự nó là dây thần kinh hông to, nó đi từ cái thắt lưng nó kéo xuống. Dây thần kinh lớn nhất trong cơ thể của chúng ta đó, do mà mình chèn ép cái dây thần kinh đó rồi thì chị cần phải gỡ bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thôi, chứ không có cách nào, một là đi phẫu thuật, còn hai là vật lý trị liệu. Chứ chị uống thuốc riết lại bữa, chị sẽ có một số người đó giống như bệnh nhân vừa rồi là uống tính bằng năm luôn, uống từ năm này qua năm nọ, nếu không uống thì nhất quá chị không nổi. Mà uống thì nó cào cái ruột, bị đau bao tử rất là nhiều. Đó, cho nên là trường hợp của chị á, là mình cần phải đi điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Thì phòng khám của chúng tôi nó nằm ở là địa chỉ là 001 thuộc Lô H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trên cái màn hình nó có nổi số điện thoại đó, thì chị có lưu lại đi, rồi sau khi kết thúc chương trình này chị gọi để cho có bộ phận tư vấn, người ta sẽ tư vấn mình là đi đem phim theo, rồi cái chỗ ăn chỗ ở. Thì chị không thể nào mà từ Bến Tre đi rồi lên, rồi ngày nào cũng lên trị thì đi về. Đi làm vậy là nó không có kết quả nhiều, tại vì mình kéo giãn cơ rồi đang mềm ra hết cái ngồi lên xe. Mà ngồi lên xe, tuy là lên xe là mình phải, khi mà đi điều trị là bác sĩ sẽ có khuyên mình là phải nên mua một cái nẹp lưng. Cái nẹp lưng đó rẻ lắm, có 100 ngàn một cái thôi, nhưng mà nó bảo vệ cái lưng mình, nó giúp cho cái lưng mình thẳng như thế này, và nó không có chịu, lỡ mà có ổ gà đi chăng nữa thì cái lưng nó không có chịu sức nặng nữa, nó không có đè vào nữa, thì cái đĩa đệm nó không thoát ra thêm. Còn nếu mà mình không đeo cái nẹp lưng đó thì mỗi ngày nó sẽ thoát vị thêm nữa. Thay vì 3 năm trước mình bị thoát vị có 3 mm thôi, nhưng mà bây giờ mình chụp em ra lại nó có thể thoát vị là 5 mm. Đó, cho nên là trường hợp của chị á là nếu mình chưa sắp xếp được thì chị có gõ, lấy cái điện thoại smartphone bình thường á, gõ là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, thì nó sẽ nổi ra cái trang web của phòng khám chúng tôi, thì tôi có các cái bài tập về nhà. Chị có thể là tập các cái bài tập đó, tập để cho nó đỡ khoảng 30% thôi, chứ nó không thể nào nó hết hẳn đâu. Chị phải kết hợp thêm với các cái môn vật lý trị liệu là máy móc nó tác động vào. Chứ bây giờ mình thoát vị rồi L4 L5 rồi, làm sao mà uống thuốc mà nó sẽ cái đĩa đệm nó tự chạy vô? Không thể nào mà tự chạy vô được hết, bằng cách mình phải nắng chỉnh. Mình nắng chỉnh bằng máy nè, mình sẽ nắng chỉnh bằng tay nè, rồi có nhiều cái máy móc khác nữa mà giúp cho cái đĩa đệm nó mới trở về cái vị trí ban đầu của nó. Chứ còn chị uống thuốc hoài thì bây giờ đĩa đệm 3 ly nó vẫn là 3 ly, nó có thể là nặng hơn 4 ly, 5 ly. Như vậy thì liệu có một thắc mắc là khi mà chúng ta điều trị ở lại đó một thời gian, mà khi chúng ta bớt hay khi chúng ta đã hoàn toàn hết hẳn rồi á, thì chúng ta có cần phải đi lên tái khám điều trị bảo tồn gì không ạ? Trước mắt đó là nên là sắp xếp 7 ngày, sau 7 ngày đó thì bác sĩ sẽ tái khám lại cho mình. Chẳng hạn như bây giờ 10 nè, mình đang đau như thế này nè, mình đi khó khăn, bây giờ mình đi được rồi nhưng mà mình vẫn còn đau ở Mỹ, thì 10 phần tôi giảm hết 5 phần rồi, thì bây giờ còn 5 phần còn lại thì phải điều trị tiếp trong một tuần nữa. Nhưng mà vấn đề về xương khớp thì điều trị 1-2 ngày thì nó không có hiệu quả đâu, phải điều trị lâu dài là khoảng 2-3 tuần, rồi sau khi mà bớt hẳn rồi nha, bớt 70-80% rồi thì mình có về, mình đi về rồi lâu lâu mình lên mới gọi là mình duy trì lại thôi. Dạ, và chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của vị khán giả ở Tây Ninh. Xin mời vị khán giả này nêu câu hỏi ạ. Chị tên Lê Thị Thu Thủy ở Tây Ninh, bị ngay chỗ xương vai cổ nó bị nhức tê. Đó, mình hỏi cái mình bị gì rồi nó bị sao, cái xương cổ của mình nó có bị ảnh hưởng gì không, hay nó có bị thoái quá, nó bị khớp gì không? Cảm ơn chị Thủy ở Tây Ninh đã gọi điện thoại về giao lưu với chương trình. Chị là bị
đau xương vai cổ nhức và tê, thì không biết là bệnh gì ạ bác sĩ? Trường hợp của chị là chị đau có dai. Đau có dai giống như tôi nói ban đầu á, là các cái bệnh lý từ cột sống cổ, do cái chèn ép của dây thần kinh nó sẽ ảnh hưởng là nó sẽ lan ra vai, rồi nó lan ra cái vùng mà mình với không có tới ở phía sau á, rồi sẽ lên cái cổ nặng cái đầu, có khi có người nặng nữa là xuống bắp tay, xuống cánh tay, cẳng tay và bàn tay, có người để lâu quá bắt đầu là nó bị ảnh hưởng là viêm các cái cơ mà bám ở vùng vai, người ta gọi là viêm chu vi khớp vai nữa, là đưa lên rất là khó khăn, tay đưa lên không được, quắp ra phía sau để mình cài áo đồ là không được, hoặc là chải đầu hay là mình mang áo thôi, các sinh hoạt hàng ngày thôi nó cũng sẽ khó khăn và nặng nữa, là phải có người hỗ trợ cho mình mới làm được. Cho nên là trường hợp của chị là chị cần phải đi lên để cho bác sĩ người ta khám, người ta sẽ xem là mình nên chụp một cái X-quang hay là mình chụp một cái MRI để xem là mình bị thoái hóa cột sống cổ hay không, hoặc gai, hoặc là hẹp các cái lỗ liên hợp của cột sống cổ mà nó gây chèn ép dây thần kinh hay không, hay là mình bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Tại vì có một số người mới thì người ta đau ở cái vùng cổ thôi, người ta chưa có lan tỏa, nhưng mà để nặng nữa là nó đau lan vai, nó xuống tay, xuống cánh tay, cẳng tay, bàn tay, mà nặng nữa thì nó sẽ làm nặng cái đầu và nó hay chóng mặt và nó sẽ gây cái tình trạng mất ngủ hoặc là tê bì cái cánh tay đó. Cho nên là chị cần phải đi khám sớm để mình biết. Đau vai như chị thì thông thường là đau cột sống cổ, đau từ thoái hóa cột sống cổ nhiều. Vâng, thưa bác sĩ, trong tất cả các loại đau nhức xương khớp, nhưng mà chúng ta nãy giờ chúng ta có nói đến một số căn bệnh ha, ví dụ như là gai cột sống nè, thoát vị đĩa đệm, rồi thoái hóa hay là đau khớp chẳng hạn, thì không biết là căn bệnh nào là sẽ nguy hiểm nhất ạ? Các cái bệnh lý xương khớp thì hầu như bệnh nào nó cũng sẽ gây nguy hiểm hết. Thông thường thì ví dụ như cái xương của mình nè, rồi tới cái lớp cơ, rồi tới cái lớp da chẳng hạn, nhưng mà khi mà cái cơ nó bám trên cái xương, mà cái dây thần kinh là bám trên cơ, nó liên quan với nhau vậy đó, mà do là chúng ta bị chèn ép tắc nghẽn từ trên cột sống cổ, thì cái dây thần kinh nó chèn ép rồi thì nó không điều khiển được cái cơ đó nữa, làm cho mất cái khả năng vận động, rồi nó sẽ là mất đi cái cảm giác, nó giảm đi cái cảm giác của mình. Cho nên nó liên quan với nhau, nó làm cho ảnh hưởng lắm. Khi mà mình đau mà mình chèn ép dây thần kinh là vừa vận động vừa cảm giác, nó làm cho mình chúng ta là đau nhức xương khớp dữ dội, rồi các cái khả năng vận động của chúng ta nó cũng giảm đi. Mình vận động tay rất là yếu, có nhiều người yếu đến nỗi mà hả cái tay chỗ này nó mất đi cái trái chanh luôn. Rồi nhấc lên như thế này nhấc không nổi, hoặc là nắm lại nó không cứng, nắm lại nó không cứng, nó không có khích mặt như thế này mà nó hở ràng vậy. Rồi để lâu nữa là các cái khớp này chúng ta này nó nhức dữ dội luôn. Bàn chân cũng vậy, nó nhức ở các cái khớp bàn chân, hoặc là nó tê bì, có nhiều người tê đến nỗi mà cảm thấy là giống như cái da của chúng ta nó bị xà, bị dày lên vậy đó. Còn có một số người là cảm thấy là như nóng rát kinh khủng, giống như là mình bị sắc ớt vậy đó, hoặc là phỏng vậy đó, nhưng mà thực sự đó là do dây thần kinh nó bị chèn ép, có nó không có có tạo ra cái cảm giác nữa, hoặc là nó làm cho cái nó ảnh hưởng tới cái vận động, là đi đứng nó khó khăn, đi đứng kém, hoặc là vận động của hai tay nó kém, thì nó sẽ dẫn tới vấn đề là yếu sẽ dẫn tới vấn đề là liệt. Và thông qua số điện thoại 0272 383 833, chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu giao lưu của vị khán giả. Xin mời vị khán giả này nêu câu hỏi. Tôi thì lần ở Bình Đại, Bến Tre. Năm nay tôi 58 tuổi, mà hôm rồi tôi có đi lên bệnh viện 120 á, người ta có nói là tôi bị thoái hóa cột sống, rồi cột sống lưng, rồi phi tĩnh mạch rồi nữa, mà uống thuốc hoài thấy không có giảm. Bây giờ tính nói hỏi bác sĩ tư vấn với địa chỉ bệnh viện á, đặng mình điều trị sao á. Xin cảm ơn chị đã điện thoại về cho chương trình, và xin mời bác sĩ Ngọc tư vấn cho chị. Trường hợp của chị là bị thoái hóa cột sống lưng, mà kèm theo đó là suy van tĩnh mạch nữa. Giống như tôi nói thì thoái hóa cột sống lưng mà lâu ngày nó dẫn tới cái chòi gai, nó sẽ đâm vào nó đường đi của cái rễ thần kinh, nó gây ra là đau từ lưng xuống cái chân, người ta gọi là thần kinh tọa đó. Kết hợp đó là chị bị suy van tĩnh mạch hai chân nữa. Suy van tĩnh mạch là nó sẽ làm cho cái tĩnh mạch của chúng ta nó giãn nở quá mức, nó làm cho chúng ta cái khả năng bơm máu nó khó khăn đó. Cho nên là hai ba thứ cộng lại, chị bị hai cái bệnh cộng lại, cho nên làm cho mình sẽ là cái chân nó khó vận động và đi đứng nó là khó khăn nữa. Nhưng mà nếu mà uống thuốc thì nó sẽ hết thuốc nó cũng sẽ đau lại thôi, uống thì nó giảm đau đó, nhưng mà hết thì cũng sẽ đau lại.
Mà cái bệnh lý xương khớp á, có một số người cứ nghĩ là mình đau là đau mà không điều trị thì mình chịu cái cơn đau thôi chứ không có ảnh hưởng gì, nhưng mà thực sự là bệnh đau nhức xương khớp nếu mà mình không trị thì nó dẫn tới cái vấn đề là nó sẽ yếu, và yếu tay yếu chân, yếu thì nó dẫn tới cái vấn đề là teo cơ. Teo cơ thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề là yếu liệt thôi, nó sẽ liệt. Mà liệt là lúc đó là chúng ta nằm một chỗ, có nhiều người là đau cái lưng mà đến nỗi mà người ta phải ngồi xe lăn. Rồi đi đứng nó khó khăn, đi đứng phải có cái hỗ trợ, cần người trợ giúp. Cho nên là biến chứng nó để lại rất là ghê gớm, chứ không phải là chúng ta chịu cái cơn đau nhức đó. Tuy là cái bệnh này nó không làm cho chết người, nhưng mà nó sẽ để lại những cái hậu quả rất là nặng nề. Cho nên là mình đã bị bệnh lý về xương khớp, đặc biệt là cô đã bị thoái hóa về khớp rồi, còn suy van tĩnh mạch nữa, nó có nhiều bệnh nó kèm theo. Thì bây giờ mình sẽ gỡ từ bên trong, chứ uống thuốc thì làm sao mà cái thoái hóa đó nó làm cho bệnh nhân không còn đau nữa, hoặc là nó chèn ép vào dây thần kinh, rồi uống thuốc làm sao có những dây thần kinh không chèn ép. Cho nên là mình phải nắn chỉnh bằng máy rồi bằng tay kết hợp. Vật lý trị liệu thì nó có nhiều cái phương pháp dữ lắm, nhiều cái máy móc nó rất là hiện đại. Ngay cả là máy mới nhất là người ta gọi là cái sóng xung kích đó, cái sóng nó tác động sâu vào bên trong. Tại vì khi mà chúng ta đau lưng nó dễ đau là cái mông cái đùi, mà đó là cái mặt sâu dữ lắm, thì nó có những cái sóng xung kích đó nó tác động sâu vào bên trong luôn, làm cho bệnh nhân ví dụ như hôm nay người ta đau cái mông, người ta đi mình là nghiêng qua một bên. Tại vì nếu mà chúng ta ngồi như thế này thì cái mông bên phải người ta đau dữ dội, người ta phải ngồi nghiêng qua để cho cái dây thần kinh nó không đè vào thì nó sẽ đỡ đau hơn. Cho nên là cái sóng xung kích này nó tác động sâu vào bên trong cái mông của mình thì nó làm cho cái tình trạng viêm nó sẽ đỡ đi, là bệnh nhân sẽ đỡ đau hơn, lúc đó mình sẽ ngồi cân bằng lại. Vâng, thưa bác sĩ, để giúp cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về phương pháp điều trị vật lý trị liệu đối với căn bệnh đau nhức xương khớp mà không phải phẫu thuật á, thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái phương pháp mà chúng ta điều trị cũng như là những cái máy móc tối tân hiện đại ở tại phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức được không ạ? Có một số người người ta cũng đi điều trị, người ta nói tôi là tôi tập vật lý trị liệu rồi đó mà tôi không hết. Hỏi chứ tập ở đâu, người ta nói là trong cái phòng đông y. Tôi đi châm cứu thì trong đó nó có là kéo lưng với là chiếu đèn. Rồi châm cứu là tôi làm ngày nào tôi cũng đi làm hết, tôi làm 6 tháng trời không hết. Nhưng mà thật sự cái đó nó đâu có chuyên về vật lý trị liệu. Để mà vật lý trị liệu là có một trong cái phòng đó là máy móc nó phải rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta phải dùng máy kéo, mà máy là máy kéo tự động và máy là máy nhập của cái nước ngoài từ hãng châu Âu, nó khác cái máy của châu Á nè. Sóng siêu âm trị liệu nè, sóng ngắn trị liệu nè, đắp sáp paraffin nè, rồi chúng ta những cái môn mà tác động bằng tay nè. Chẳng hạn như là bây giờ cơ co thắt quá, lúc đầu cơ co thắt quá thì mình phải làm cho nó mềm cái đã, rồi tới tuần thứ sau mình giải quyết cái sự chèn ép của nó, mình sẽ dùng tay mình nắn chỉnh những cái nơi mà bị tổn thương. Có một số người là đau cái chân mà cái lưng người ta không có đau, nhưng mà cái gốc khi chụp phim ra mình thấy là nó từ cái lưng, do cái thoát vị địa điểm cột sống thắt lưng, thì mình phải lo điều trị cái lưng thì cái chân mình nó mới hết, chứ không phải là tôi đang đau đùi, tôi đang đau có bắp chân là trị cái đùi với bắp chân mà cái lưng nó còn nguyên thì làm sao mà hết được. Cho nên phải dùng những cái máy móc của vật lý trị liệu mình can thiệp vào. Chẳng hạn như tôi giới thiệu là máy kéo giãn, thì đục đốt sống của chúng ta nó có cái độ đàn hồi, mình sẽ kéo nó ra thì nó sẽ có tạo cái khoang rộng, đĩa đệm nó chạy vô lại. Hoặc là chúng ta dùng cái máy dòng điện trị liệu, chúng ta đau cái chân thì sẽ có cái máy nó chạy từ lưng, mông, đùi, chân đó, nó sẽ đi theo cái dây thần kinh, nó ức chế lại, nó làm cho cái cơn đau nó dịu đi. Hoặc là cái sóng siêu âm trị liệu, nó cũng là một cái sóng cao tần đó, nhưng mà cái sóng siêu âm trị liệu ví dụ như mình đau ở cái mông chẳng hạn, thì mình sẽ có cái sóng đó nó tác động. Tại vì khi mình đang đau chỗ đó thì chỗ đó ra tình trạng viêm thì nó sẽ giảm đi cái tình trạng viêm. Hoặc là sáp paraffin trị liệu thì nó làm cho mềm cái cơ. Nên nói chung là vật lý trị liệu nó không có đau. Nhiều người có nói là tôi đang đau như thế này mà còn kéo ra nữa làm sao mà tôi chịu nổi. Thật sự rất là dễ chịu. Nghe mà cột sống mà kéo giãn ra thì rất là sợ đúng không? Sợ lắm. Nhưng mà rõ ràng là rất là nhiều phương pháp điều trị vật lý trị liệu kết hợp giữa đôi tay của kỹ thuật viên cùng với sự hỗ trợ của máy móc thì có lẽ là cái hiệu quả điều trị bệnh sẽ cao hơn đúng không ạ? Dân và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với vị khán giả nữa. Tôi là tên Phạm Văn Thừa ở tỉnh Hậu Giang nè. Tôi muốn xin hỏi cho biết thế này này, về cái bệnh viện mà Ngọc Đức á, vật lý trị liệu đó, như vậy là trị bệnh có thanh toán về bảo hiểm hay không? Nếu thanh được bảo hiểm thì thanh được bao nhiêu phần trăm,
chỉ bấy nhiêu đó thôi, tại vì tôi đang theo dõi cái vấn đề mà lên trên TV đây nè, tôi nhận thấy là ở nơi đó là nó phù hợp với cái bệnh của tôi. Nhưng mà thứ nhất là xa, thứ hai là cái hoàn cảnh nó cũng không có được thoáng lắm, cho nên tôi muốn hỏi có giải quyết được cái vấn đề mà bảo hiểm y tế một phần nào không ạ? Dân xin cảm ơn chú Thừa ở Hậu Giang đã quan tâm đến chương trình và cũng đã alo về cho chúng tôi để nêu lên thắc mắc của mình. Và với thắc mắc này thì xin mời bác sĩ Ngọc chia sẻ. Dạ chào chú. Thì phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi hiện tại là chưa có thanh toán về bảo hiểm, nhưng mà cái chi phí của cái vật lý trị liệu thì nó cũng gần xem với bảo hiểm. Chẳng hạn bảo hiểm như một lần kéo lưng nó khoảng tầm 35.000, thì đối với chỗ ở trên phòng khám của chúng tôi thì nó chỉ có 50.000 thôi, thì chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Trường hợp của chú nếu mà chú điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu thì nó tầm là khoảng giống như cái bệnh của chú là khoảng tầm 5-6 cái phác đồ, mà một cái phác đồ nó khoảng 50.000 thôi, chẳng hạn như kéo lưng 50, siêu âm 50, ủ sáp 50, các cái mô bằng tay 50 chẳng hạn, vậy thì khoảng tầm 250-300.000 một ngày. Trước mắt là mình điều trị trong 7 ngày thì nó tầm khoảng 300 đi thì khoảng tầm 2 triệu thôi. Đó là 7 ngày trời mà có 2 triệu thôi. Cho nên là so với chi phí mổ xẻ hoặc là chúng ta mà uống thuốc như các bệnh viện là chúng ta về xương khớp là thuốc nó mắc dữ lắm, mà vật lý trị liệu thì một tuần 7 ngày thì có 2 triệu thì cũng không có đến nỗi nào đâu. Trước mắt là trên cái màn hình TV nó có số điện thoại tư vấn đó chú, có thể kết thúc chú coi đi, là kết thúc cái chương trình chú có thể gọi lại thì các em nó sẽ tư vấn. Chú nói là cơ hiện chú là bây giờ đang đau lưng, đau chân, đau như thế nào, và chú đã chụp phim ở đâu như thế nào, rồi mình sẽ chi phí ăn ở lại nếu mà ở xa, còn nếu mà có người quen trên Sài Gòn thì mình chở người quen mỗi ngày mình đi tới mình tập rồi mình đi về, thì nó sẽ đỡ cái chi phí cho mình hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ Ngọc đã tư vấn cho chú Thừa ở Hậu Giang. Và bây giờ sẽ là một vị khán giả ở Đồng Tháp ạ. Dương Văn Miên, sinh 64, quê ở Đồng Tháp, thằng nữ Đồng Tháp. Tôi có bị cái khớp giò mà có nhiều người nói là tôi bị rút, mà cái đó có phải rút hay là bị khớp không? Bị nhức ngay cái khớp bằng chân phải mà nó sưng lên, lâu lâu nó có tái diễn một lần. Tại xin hỏi vậy là tôi rút hay là khớp, hoặc tôi phải đi khám ở nơi nào? Cảm ơn chú Nghiêm đã điện thoại về giao lưu với chương trình. Chú bị đau nhức cái khớp chân, bác sĩ Ngọc có thể tư vấn cho chú. Trường hợp của chú là chú đi khám rồi người ta nói bị rút, muốn có bị rút hay không là mình cần phải đi xét nghiệm. Chẳng hạn như bây giờ cột sống có bị gì thì chúng ta chụp cộng hưởng từ MRI hoặc X quang. Còn muốn biết được là mình có viêm đa khớp hay không hoặc là bị gút hay không là chúng ta cần phải xét nghiệm. Nếu mà gút thì xem cái acid uric của mình nó có tăng hay không, là mình mới có kết luận được. Chứ bác sĩ không thể nào mà nhìn vô nó chú bị gút không như vậy đâu. Cho nên chú cần phải làm các cái cận lâm sàng để loại trừ, lọc lừa, có thể coi là cái mình là bệnh gì. Nếu mà bệnh gút đó thì mình ăn những thức ăn mà có đạm nhiều á thì nó sẽ làm cho tối đó nó nhức tiệt lắm, nó nhức. Và các cái khớp đặc biệt á, nếu mà bị gút đó thì ngay cái khớp giữa cái bàn chân á, cái khớp bàn đốt của cái bàn chân á nó nổi lên cục, hoặc là mấy cái khớp ngón tay nè, hoặc là mấy cái khớp khuỷu rồi nè, bắt đầu nó nổi. Trường hợp của chú là chú cần phải nên đi khám đi để xem thử coi là các cái bệnh lý khác mình có bị gì hay không, đau cái khớp chân đó rồi có đau ở cái vị trí nào khác nữa hay không, để bác sĩ người ta sẽ thăm khám. Trên khi mà đi khám thì nó có những cái test của bác sĩ á, người ta coi là mình cần phải làm cái gì, cái cận lâm sàng á, mình cần làm cái gì để mình phát hiện ra được cái bệnh. Và khi phát hiện được cái bệnh rồi thì ví dụ như nếu mà giờ chú đau nhất xương khớp và đặc biệt các cái khớp như chú nói thì ở đây chúng tôi sẽ có cái máy là sóng siêu âm trị liệu đó, sẽ tác động vào ngay cái khớp, từ cái khớp ngon khớp người ở dưới cái bàn chân nó gần lắm, mà cái sóng nó đi sâu nữa cho nên là nó rất là nhanh hết. Còn chẳng hạn như cái lưng mà ảnh hưởng xuống cái chân á thì nó sẽ lâu hơn, tại do là nó ảnh hưởng tới dây thần kinh rồi, thì vấn đề về khớp thì sẽ giải quyết nhanh hơn, và vấn đề về chèn ép dây thần kinh. Nhưng với những lời chia sẻ rất là chi tiết cho rồi của bác sĩ Ngọc thì mong rằng chú Nghiêm hãy sắp xếp thời gian để có thể đi thăm khám và tìm ra căn bệnh của mình để có hướng điều trị hợp lý chú nhá. Và bây giờ thì trước khi mà có lẽ là thiếu niệm nghĩ là thời lượng chương trình của chúng ta cũng đã sắp hết rồi, thì trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ Ngọc có thể chia sẻ thêm về cái những cái lời khuyên nào đó dành cho người bị đau nhức xương khớp về chế độ sinh hoạt hay ăn uống chẳng hạn ạ.
Đối với những người mà đau nhức xương khớp á, thì thông thường á, những cái thời khi mà thời tiết nó thay đổi, chẳng hạn như đang thời tiết lạnh mà sang nóng á, thì nó cũng làm cho cái mạch máu của chúng ta nó giãn nở quá mức á, thì nó cũng sẽ làm cho đau nhức. Hoặc là đang nóng như thế này nó chuyển sang cái thời tiết lạnh á, vào mùa lạnh á, thì nó làm cho các cái mạch máu nó co thắt lại, cái vùng tưới máu tới các vùng khớp nó sẽ chậm đi, nó cũng làm cho đau nhức xương khớp nhiều. Và đặc biệt là thời tiết lạnh nó ảnh hưởng nhiều hơn. Những người mà ở nước ngoài đó, người ta họ người lớn tuổi, người ta chịu không nổi, người ta phải về Việt Nam vào những cái mùa đông á, người ta phải về Việt Nam. Đối với những cái bệnh lý xương khớp thì mình cần phải giữ ấm. Nếu đó thời tiết lạnh thì chúng ta cần phải giữ ấm để cho cái máu nó lưu thông tốt, thì có nó bơm máu tới các cái khớp tốt hơn. Và chúng ta cần phải làm việc đúng tư thế. Những người mà ngồi lâu thì chúng ta phải ngồi cái lưng thẳng chứ đừng cái cúi khom như thế này, mà cái lưng thì chúng ta phải luôn luôn thẳng như thế này. Hoặc là chúng ta phải giúp cho cơ nó nghỉ ngơi, mình làm việc chút xíu mình phải nên vận động. Đối với cột sống cổ thay vì ngồi như thế này mà để mà viết như xuống với cái bàn này, thì nó cái bàn này nó quá thấp so với tôi đi, hay là nó quá thấp. Đặc biệt là bây giờ nếu mà như vậy thì mình làm cho cái bàn nó lên cao ở ngang cái ngực của mình vậy nè, cao để mình viết như thế này, mình không có cần phải cúi như thế này, mình chỉ viết vậy thôi, thì nó sẽ giảm đi cái áp lực trên cột sống cổ, thì mình các cái vấn đề đau nhức của cột sống cổ nó sẽ giảm đi. Chứ mọi người cứ cúi như thế này đó là nó đau dữ lắm, có người cúi mà nó sẽ đau tay luôn đó. Hoặc là ngửa ra, ngửa quá mức, những người mà bệnh lý cột sống cổ là chúng ta ngửa khó lắm, ngửa ra tối đa như thế này là nó đau ở vùng sau, có nhiều người là đau là nó kéo xuống tay luôn. Hoặc là những người mà đau lưng nặng thì đi đứng khó khăn thì chúng ta sẽ làm giảm cái áp lực trên lưng lại, thì mình sẽ đi đứng dễ hơn. Và ăn uống thì hạn chế ăn những cái mỡ động vật, mình nên là ăn những chất có rau xanh, hoặc là mình sẽ là giảm đi cái tình trạng thừa cân. Khi mà thừa cân quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề nó đè nặng vào cái khớp, nó chịu lực quá mức, nó cũng sẽ ảnh hưởng. Hoặc là làm việc trong một cái tư thế đúng thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái vấn đề về xương khớp, nó sẽ giảm đau. Còn những người mà đang đau thì để giảm mà chưa có thời gian điều trị, có thể là sợ vào cái trang web phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi có các cái bài tập về cột sống cổ và bài tập về cột sống thắt lưng nữa. Đối với những người mới, mình có thể tập những cái bài tập đó, có thể là hết thì mình cố gắng mình duy trì đều đặn mỗi sáng mình tập. Còn đối với những trường hợp mà nặng hoặc là quá nặng thì mình phải vật lý trị liệu kết hợp thêm. Vâng, cảm ơn bác sĩ Ngọc với những lời khuyên vừa rồi đối với bệnh nhân bị đau nhức xương khớp. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về thoát vị đĩa đệm, gai, thoái hóa cột sống lưng, cột sống cổ, đau thần kinh tọa, viêm các khớp, không cần phẫu thuật. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức có đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị với trang thiết bị chuyên khoa hiện đại nhập từ châu Âu. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, số 001 lô H, chung cư Lê Thị Riêm, đường Nguyễn Giảng Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 02822369898, 0906700345. Tận tâm y đức, luôn tận tình trong tư vấn thăm khám và điều trị, đem lại sức khỏe tinh thần và cuộc sống hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức. Quý vị thân mến, chương trình truyền hình trực tiếp Sức khỏe và cuộc sống với chủ đề là điều trị đau nhức xương khớp không phẫu thuật ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đã điện thoại về cho chương trình giao lưu trực tiếp với bác sĩ của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện chương trình này.